Chào các bạn, video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách quét người dùng Zalo ở xung quanh mình. Đầu tiên thì các bạn mở ứng dụng Zalo lên. Sau đó nhấn vào mục tìm kiếm và nhấn tìm quanh đây. Các bạn chọn vào mục tìm quanh đây. Và nhấn vào mục tìm quanh đây ở phía dưới màn hình. Các bạn lưu ý là phải bật GPS lên. Thế như các bạn thấy thì những người xung quanh mình đã được hiện lên. Video của mình kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.